Tôi xin kính chào các bạn. Video này tôi giới thiệu về kỹ thuật trồng cây hoa nhất chi mai đợt 1. Tôi gọi là đợt mà không gọi theo mùa rõ ràng kiểu xuân hạ thu đông như các cái cây trồng khác. Bởi vì là cái thời gian mà trồng cây nhất chi mai á, nó kéo dài từ cuối tháng 10 âm lịch cho đến cuối tháng giêng năm sau. Và sẽ có 3 đợt chính. Thì đợt 1 chính là cuối tháng 10. Thì hôm nay thì là ngày 27 tháng 10 âm lịch đấy. Cái đợt thứ 2 là trước khi cây nhất chi mai nó nở hoa. Chính là những cái cây mà bác mua ở các cái cửa hàng, hoặc là các nhà vườn, các hội chợ ấy. Bác về có thể nó chưa có chậu, hoặc là cái chậu nó chưa được ưng ý, thì bác có thể tiến hành trồng lại. Hoặc là bác có những cái cây mà bác trồng chăm sóc nó là cây thành phẩm mà bác muốn thay chậu cho nó để bác chơi Tết. Và cái đợt thứ ba là cái thời điểm sau khi mà hết hoa thì chúng ta sẽ thực hành một đợt trồng nữa. Xin lưu ý là nếu bác đã trồng đợt 1 thì đợt 2, đợt 3 bác sẽ không trồng lại cái cây đó nữa. Cho nên là nếu như bác lựa chọn cái đợt trồng nào thì bác hãy trồng cố định để mà cây nhất chi mai á, nó không bị chột. Cuối tháng 10, á, đầu tháng 11 này, bác có thể trồng cây nhất chi mai ở dạng phôi hoặc là ở dạng thành phẩm. Thì ở trong cái video này á, tôi sẽ giới thiệu với các bác là trồng những cái cây phôi hoặc là cây nhỏ, mục đích để mà uốn sửa kiểu dáng và chăm sóc cho cây tốt để mà có hoa trong các mùa hoa năm sau. Tuy vậy thì cái mùa Tết tới đây nó vẫn ra hoa nhưng mà nó sẽ không đẹp. Thế còn những cái cây mà đã thành phẩm rồi trong vườn của tôi mà các bác xem video hay được tiếp cận thì tôi sẽ làm vào dịp mà nó sắp nở hoa. Thì mong là các bác sẽ theo dõi và thực hành thì nó sẽ thuận lợi hơn. Thì kỹ thuật trồng đợt này á, nó sẽ bao gồm 4 cái nội dung sau đây. Nội dung số 1 là chọn cây để trồng. Thì nó bao gồm các cái tiêu chuẩn sau. Thứ nhất là cây có bầu đất thì sẽ tốt hơn những cây không có bầu. Tức là những cây dễ trần thì chúng ta không nên lựa chọn. Nhất là đối với các bác mà mới tiếp cận, mới biết về cây nhất chi mai. Chính vì vậy nên là trong cái video này thì tôi cũng không giới thiệu kỹ thuật trồng cây dễ trần, mà tôi chỉ giới thiệu các bác kỹ thuật trồng những cây có bầu. Do vậy khi mà bác có những cây như thế này hoặc là bác mua ở các nhà vườn thì bác hãy yêu cầu họ là có cái bầu nó thật là chắc chắn. Đấy, tránh cái trường hợp là có những cái nhà vườn họ đào lên vận chuyển là nó vỡ bầu, đến khi mà bác trồng lại thì các cái rễ nó đã tả hết đất ra rồi, lúc này nó cũng chẳng khác gì cây dễ trần cả. Ví dụ như cây của tôi đây là cái cây mà tôi cũng không để ý, nó nằm ở cái góc một cái tường. Thế là hôm nay tôi mang ra tôi thực hành trồng lại và chia sẻ với các bác. Thứ hai là về tuổi cây, thì tốt nhất là cây trên 2 năm tuổi là được. Thế và không nên chọn những cái cây mà nó to quá. Mà cây to chỉ trồng vào cái đợt mà gần có hoa thì. Cái thứ ba là sức khỏe của cây, thì lúc này cây phải cực kỳ là khỏe mạnh các bạn. Đấy, chúng ta sẽ hiểu là cây này như bộ rễ nó khỏe như là cái thân gốc. Đấy, thân gốc nó khỏe như thế này. Đấy, còn cái lá nó thì già căng nha, tuyệt đối không được có bất kỳ một tí lá non nào, và nó có thể rụng đấy 1/2 cái số lá rồi này. Đây các bác quan sát này. À, nó rụng bớt cái lá đi thì nó rất là thuận lợi cho cái trồng của đợt này. Cái thứ tư là những cái vấn đề về bác chọn là cây dáng thế của cây. Nó có thể là cây trực, cây siêu, cây hoành hay cây huyền, hay là cây nhiều thân. Thì là bác có thể thực hiện theo cái nguyện vọng của mình. Các bác lưu ý là mỗi một đợt trồng á, thì chúng ta sẽ có những cái tiêu chuẩn cây khác nhau nhé. Chứ không phải là đợt nào chúng ta cũng có cái tiêu chuẩn trồng cây giống nhau đâu. Cho nên là mỗi một cái video về trồng cây thì tôi sẽ phân tích ở các cái thời điểm trồng
các cái yêu cầu của cây nó khác nhau. Nội dung thứ hai là cái công tác chuẩn bị thì bao gồm là chuẩn bị đất trồng này. Thì đây các bác có thể quan sát, đây là cái đất trồng mà tôi đã chuẩn bị này. Thì nó bao gồm công thức như sau: 60% là đất phù sa hoặc là đất người ta trồng ở các ruộng rau thì đều rất là tốt. 20% là đây là cái xỉ than này, đấy ta có thể đập nó ở mức độ vụn này, hoặc là có thể có vụn có thô đều có thể đạt được. Đấy, còn lại 20% đó là những ví dụ như là chất hữu cơ, ví dụ như là vỏ trấu này, sơ dừa này, mùn cưa này, hoặc tốt nhất là có cái rơm dạ mục, rồi là thân ngô, gốc cây sắn, thân cây sắn, cây sắn đấy các bác nhá, cây mà lấy sắn lấy củ ấy. Thì còn lại là hỗn hợp đó 20% thì bác trộn vào đây. Ngoài ra bác có thể trộn một ít cát mịn nữa cũng rất là tốt để giúp cho cái thoát nước và thấm nước cũng như là cái thông thoáng để tạo cái bộ rễ nó được tiếp thu oxy tốt nhất. Tiếp theo là chọn cái chậu để trồng. Thì đối với lại cái nhóm chậu thì bác có thể tiếp theo nữa là chọn chậu để trồng. Thì ta sẽ chia ra làm hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là bác trồng cái cây mà nó thành phẩm á, mà bác có thể mua về để bác ngắm bác chơi trước khi mà nó nở hoa mà các nhà vườn nó bán cho các bác á, thì bác có thể chọn những cái chậu mà nó có chất liệu tốt, ví dụ như là gốm này, sứ, sành này. Đấy. Thế còn trường hợp mà trồng phôi thì bác có thể trồng ở cái chậu nhựa này để mà nó có thể là dễ vận chuyển này, rồi sau này bác cung cấp cho những cái người mua nó cũng dễ dàng hoặc là nó rẻ tiền. Đấy, tôi ví dụ nhé, đây là cái chậu mà tôi mua này. Các bác quan sát nha, cái chậu này tôi mua là giá 100.000 này. Đấy, và cái đường kính sử dụng của nó là ở đây tôi đo nó được khoảng độ 30 cm. Thế còn đây là cái chậu nhựa này. Đấy, tôi mua cái chậu này có 30.000 được các bạn. Đấy. Nội dung thứ ba là thực hành trồng. Những cái miếng sành, những gồ ghề như này ta đặt vào cái lỗ chậu như này này để đảm bảo cho nó có những cái độ hở các bác nhá. Đây các bác quan sát này, độ hở để nó còn thoát nước tốt đấy. Sau đó thì bác tiến hành cho cát. Đây tôi đã chuẩn bị cát này. Đấy là tôi cho cát lót đáy này. Bác có thể cho những cái đất thô này hoặc là xỉ than này, nhưng đối với tôi thì tôi thích cát hơn. Sau đó thì tôi sẽ lấy cái hỗn hợp đất này, tôi đưa vừa đủ vào đây. Đây là cái lượng đất mà tôi đã để sẵn ở đây. Tiếp theo là xử lý cái cây. Sẽ thực hành với các bác là trồng cái cây mà nó có bầu đất. Thì nó sẽ có hai cái dạng bầu đất. Thứ nhất là cây mà bác mua ở các nhà vườn về. Đấy, thì cái bầu đó có thể là được đánh từ đất lên hoặc là người ta vận chuyển bỏ cái vỏ chậu này đi. Thì lúc này bác về bác sẽ kiểm tra cái sức cây và cái tình hình của cái bầu đất nó như nào. Bởi vì hai cái này nó quyết định cái sức khỏe của cây trong tương lai. Cái trường hợp thứ hai là với những cây mà nó có sẵn bầu ở trong chậu như này thì chúng ta sẽ cũng vẫn tiến hành kiểm tra sức của cây. Và đây là cái bầu đất mà tôi đã bỏ một phần cái vỏ chậu rồi. Sau đó tôi sẽ tiến hành bỏ cái đất này ra để hở cái bộ rễ này lên. Ở đây thì có hai cái lưu ý này. Thứ nhất là nếu như mà bác mà không có kinh nghiệm thì bác đừng có vội bỏ cái hở rễ, bởi vì là nó có thể dẫn đến những cái khó khăn trong cái chăm sóc sau này. Cái lưu ý thứ hai nữa là nếu như cây nó yếu thì bác không được làm hở rễ. Thế nhưng đối với tôi thì tôi thấy cây này nó rất là khỏe và cái kinh nghiệm tôi cũng có rồi. Cho nên là tôi hoàn toàn có thể tiến hành bỏ cái lớp đất ở trên để hở bộ rễ ra. Đây chính là cái cây mà nó được nổi cái bộ rễ lên. Thì chúng ta cũng không nên là làm triệt để cái bộ rễ nó cao quá, bởi vì hai lý do. Một là nó sẽ khiến cho cái cây nó bị yếu. Thứ hai nữa là cái cây nó xấu. Tiếp theo thì ta sẽ bóc bỏ hết cái vỏ này và làm lộ hoàn toàn cái bầu này ra và gọt cái bầu cho nó phù hợp. Đây là cái bầu mà tôi
đã tách được ra đây rồi. Và yêu cầu quan trọng nhất của cái thời điểm này là không được làm vỡ cái bầu đất này. Nếu như mà bác mà mua những cây người ta đào dưới đất lên á, hoặc là người ta bó bầu á, thì bác cũng lưu ý tuyệt đối là quá trình bác bóc tách cái vỏ bầu ra thì bác không được đánh vỡ nó. Thế sau đó thì ta sẽ kiểm tra cái kích thước, nếu cần thiết thì xén bớt những cái vạt này đi. Đấy. Sau đó thì tiến hành đưa cái bầu và cây vào trong cái chậu như thế này. Thì trong quá trình này chúng ta lưu ý là thứ nhất là cái dáng cây, nó có thể dáng trực, dáng siêu, dáng hoành hay dáng huyền, thì đó là phụ thuộc vào cái sở thích của bác và cái dáng cây nó phù hợp như nào. Đối với tôi cái cây này thì nó là cây phôi, nó chưa thành cái gì cả, cho nên là tôi để nó ở cái dáng siêu như thế này này. Và lưu ý nữa là nó có các cái hoa văn ở đây này. Đấy, tay tôi chỉ ở đây. Nó có chữ hoặc là nó có hình dạng cái cây như này thì tùy bác muốn đặt như nào cho nó phù hợp. Và một cái lưu ý nữa đó là cái chỗ rễ này này. Đấy, làm sao nó nổi lên trên. Và cái đất này nó thấp hơn thành chậu một chút, để mà sau này ta đưa cái đất mới vào thì nó sẽ phù hợp hơn. Và chúng ta cho đất thấp hơn cái thành chậu để mà khi bác tưới nước này, tôi ví dụ như này, đấy, bác tưới nước này, đấy, thì là nó sẽ không chảy nước ra ngoài. Đấy. Sang cái nội dung thứ tư, đó là chăm sóc cây sau khi trồng. Thì gồm các cái công việc như sau. Công việc một là để cây nơi cố định. Bác có thể để ở những cái nơi mà không cần ánh sáng trong vòng 1 đến 2 ngày. Thì sau đó bác để nơi có ánh sáng tốt. Đối với tôi cái mùa này thì tôi sẽ không cần che nắng gì cả. Thế nhưng mà đối với các bác mà mới trồng, mới chơi cây nhất chi mai này, hoặc là những cây nhất chi mai nó quá yếu, thì bác nên che nắng vào buổi trưa. Và chọn những cái nơi để cây là tránh có bị va quệt, hoặc là tránh những nơi gió mạnh. Công việc thứ hai nữa là tiến hành tưới đủ ẩm cho đất. Mà khi bác tưới làm sao để mà cái nước nó chảy xuống cái lỗ thoát nước của chậu là được. Công việc thứ ba là sau 3 đến 4 ngày thì bác kiểm tra lại cây nó như thế nào, xem là đất bác trồng này đó, nó thừa hay nó thiếu. Nó thiếu thì bổ sung, mà nó thừa thì bỏ bớt nó đi. Hoặc là thừa nước, thiếu nước thì bác có biện pháp xử lý. Cái công việc thứ tư là tiến hành vặt lá. Đối với những cây mà thành phẩm hoặc những cây bác muốn có mùa hoa thì bác sẽ tiến hành vặt lá để đón mùa hoa. Tôi sẽ có cái video về vặt lá sau, thì các bác xem trên, theo dõi trên kênh thì tôi sẽ giới thiệu và các bác sẽ áp dụng. Công việc thứ năm là đối với cái việc là cung cấp dinh dưỡng á, thì khi mà cây nó nứt hoa, nụ nó có cái biểu hiện là xanh ở đầu á, các cái mầm này này. Đấy, thì là bác sẽ tiến hành là tưới 1 đến 2 lần cái Atonic hoặc Bimex là phù hợp. Thưa các bác, là trên đây tôi giới thiệu với các bác cái video về trồng cây hoa nhất chi mai đợt 1 vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 âm lịch. Thì bác nào có câu hỏi nào cần tìm hiểu thêm thì bác có thể để lại ở cái phần bình luận nhé. Tôi xin được dừng video và xin kính chào các bác.